Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em lên cho anh em một ít đầu hơi anh em nhé. Đầu hơi thổi oxy tôm cá nha. Cục này cục nhỏ anh em á. Hàng đẹp đẹp như vậy đó. Bao anh em xài, bao anh em nguyên zin ha. Cục nhỏ này. Cục này cục lớn nữa nè ha. Cục lớn này nó chạy 40, 45, 50 phi dùng được, 35 phi dùng được. Còn cục này nó chạy mười mấy phi, mười mấy đến 22 phi. Anh em cần liên hệ mình nha, 0985927776. Mình bao zin 100% cho các anh em, bao đẹp cho các anh em, bao chất lượng nha anh em ha. Hàng này muốn kiểm tra thì cứ mở 4 bù lon này ra, mình lăn trong cái da nó còn bóng, còn ok là mình xài rồi anh em. Lăn có hơi, thấy có hơi lên là ok rồi. Lăn tay nó hơi lên là ok rồi. Anh em cần máy này, con này mít số 7 anh em ha. Ơ 7 luôn này, ơ 7. Máy cũng còn nhiều lắm anh em ha. Anh em cần mấy con, mấy chuỗi anh em. Ơ 7 chuỗi này. Ơ 7 chuỗi đẹp đẹp có. Đẹp đẹp nhiều lắm. Ơ 7 chuỗi đẹp đẹp lắm. Ơ 7 chuỗi. Ơ A 7 này. Ơ 7 này. Anh em cần cứ liên hệ mình nha. Không chích nữa.